Xin chào quý vị và các bạn, mình là MC Sở Nguyên. Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo của series Nhân chứng sống. Câu chuyện lần này sẽ do bạn có nick là người Việt gốc Congo diễn đàn Otofun chia sẻ. Câu chuyện xảy ra từ năm 2019. Đợt tháng 7 âm năm đó, tôi có đi từ Điện Biên sang Lai Châu. Tầm 4 giờ chiều hôm đấy, tôi đến đoạn Phong Thổ Lai Châu đang vừa đi vừa lơ đãng ngó cảnh núi non thì tôi liếc thấy có một người phụ nữ dân tộc đang đứng bên đường người phụ nữ này khoảng 40 tuổi có làn da hơi tai tái xám xám đi chân đất mặc váy dân tộc và áo len mỏng cổ lọ màu vàng nhưng vì đã cũ nên cái áo xỉn màu hơi nhem nhuốc đầu quấn tăng cầu rối rối loa xòa người phụ nữ dân tộc thái khi lập gia đình sẽ quấn tóc gọi là tăng cầu Nói chung ngoại hình cũng phổ thông như bao phụ nữ dân tộc khác thôi Cái điều làm cho tôi chú ý là dáng đứng của người phụ nữ này Cái dáng đứng trông lạ lắm dáng đứng như kiểu người không có xương Hơi trùn xuống, hai tay buông thõng, Đầu gục gục hơi ngả sang vai trái một chút Mặt mũi dại ra vô hồn Lúc đấy trong đầu tôi mới nghĩ Ơ hay Sao bà này đứng kiểu gì trông lạ thế nhỉ Thế là tôi mới quay đầu lại Để nhìn kỹ hơn Thì lúc đấy toát cả mồ hôi mọi người ạ Chỗ đấy làm gì có người phụ nữ nào đâu Chỉ có một cái miếu nhỏ màu vàng Dựa vào vách núi bên đường thôi Kiểu như miếu xây cho người bị tai nạn Mà hay quấy phá Ai mà đã từng đi qua đèo Bảo Lộc Sẽ không lạ với những cái miếu nhỏ như thế này Đoạn đó Chục km xung quanh không có nhà dân Tầm nhìn cũng rộng đến cả cây số Không có chỗ cua ngoặt một bên là vách núi một bên là vực nên không thể có chuyện trong hơn một giây người phụ nữ đấy đi đâu mà tôi không thấy được lúc đấy sống lưng tôi lạnh toát nghĩ đây là điềm báo không may nên cố gắng bình tĩnh đi thật chậm lại để giữ an toàn cũng may là hôm đó tôi đến nơi mà không gặp chuyện gì đến tận bây giờ nhiều khi nghĩ lại tôi vẫn băn khoăn không biết hôm đấy mình bị ảo giác nhìn nhầm hay sao Vài lần qua Lai Châu cũng muốn quay lại chỗ đấy tìm hiểu về cái miếu nhỏ đấy Nhưng nghĩ đến lại thấy rét rét nên không dám qua Tôi cũng từng tra Google tìm xem có cái hình nào mà tương tự dáng đứng như thế không Thì có hình phụ nữ treo cổ giống đến 90% Cũng cái kiểu buông thõng tay chân kiểu như người không xương vô hồn Tôi vẫn nhớ có một chi tiết là vào khoảng cuối năm 2014 Tầm 9 giờ tối Tôi có đi xe máy từ thành phố Lai Châu Đến huyện Phong Thổ Khi đến con dốc cách đấy một đoạn ngắn Thì đèn xe của tôi nhảy nháy lên vài cái rồi tắt ngóm Tôi cố thế nào cũng không thể bật lên được Mùa đông nên trời tối Cái cảm giác đêm tối giữa rừng Mấy chục cây số xung quanh không bóng người Giờ bàn tay ra trước mặt không thấy được năm ngón Kinh khủng lắm mọi người ạ Lúc đó tôi loay hoay mãi Mà không bật đèn lên được Rồi sợ tối om Không thấy đường về cứ như vậy mà cố đi Nhỡ chẳng may Lao xuống vực thì xong Thế là tôi mới quyết định vòng về thành phố Sáng mai đi sau Tôi dùng ánh sáng yếu yếu của xi nhan Dò dẫm đi được gần cây số Thì đèn xe lại hoạt động lại bình thường Thế rồi tôi vòng lại Định đi phong thổ tiếp Đến cái đoạn lúc nãy Đèn xe tôi lại tắt tiếp Tôi mới nghi Thôi nó tậm tịt thế này Nhỡ may đi xa hơn nó hỏng hẳn Mà không vòng lại được Rồi cố đi tiếp thì nguy hiểm lắm Thế là tôi mới quay lại thành phố để nghỉ một đêm Đi được một đoạn thì cái đèn nó lại sáng trở lại Giờ nghĩ đến cái chi tiết này thì đúng là tôi lạnh cả người Cách đây khoảng hơn 8 năm Nhà tôi hôm đó là một cái gì đó mà đông họ hàng đến Tôi cũng không nhớ Nhưng vào buổi tối thì mọi người nghỉ lại nhà tôi Nên đồ dùng, chăn gối tôi để cho mọi người dùng Còn phần mình do cũng lười lục tủ Lấy chăn gối khác Thấy có cái màn trắng ở trên Nên tôi tiện tay tôi vơ bừa Đắp chùm lên người Thế là tôi có một đêm hãi hùng mọi người ạ à. Tôi mơ thấy có người mặc đồ trắng Làn da trắng bệch như người ta đánh phấn lên Tay cầm cái cây phướn Nói đại ý là tuổi thọ đã hết Muốn lôi tôi đi Tôi cũng chả nhớ thế nào mà mình được tha Vì tỉnh dậy tôi chỉ nhớ được một số chi tiết Chứ không thể nào nhớ được hết Khoảng 4-5 giờ sáng lúc đấy thì tôi tỉnh dậy Tôi vẫn thấy sợ và ngẫm lại Mình dại quá vì quấn đắp màu trắng Chùm kín người Thì chỉ có người chết Chứ bình thường ai làm như thế Và từ đấy tôi cũng kinh Tiệt không dám dùng màn để đắp nữa Một chuyện khác thì xảy ra Vào cách đây khoảng 20 năm Khi tôi còn đang là học sinh tiểu học Chỗ tôi ngày xưa là nông thôn Nên thi thoảng về Tôi là cả đi đường đồng ruộng để chơi Cung đường đấy có đoạn bên trên là ngôi miếu của làng Cạnh miếu bên tay trái là mương nước Cạnh mương nước là đường đi và nhà dân xây quay lưng áp với đường đi Trên đường đi thì có cái mộ đôi được xây tụt vào trong khoảng 3 mét Đoạn đấy thì cũng vắng, ít người đi lại Một hôm đi học về, cách chỗ mộ khoảng 30 mét Tự dưng tôi như kiểu bị mất ý thức Người ngây ra, rồi đến khi người thấy cái mùi thối thối của thịt bị phân hủy Tôi mới choàng tỉnh và nhận ra mình đã đứng cạnh ngôi mộ đôi đấy từ lúc nào Nói chung là tôi cũng không biết Không có ký ức là quãng đường 30 mét đấy tôi đi thế nào Đến khi choảng tỉnh đã thấy mình đứng ở đấy rồi Mà cái mộ đấy cũng đã nhiều năm Không hiểu sao lúc đấy tôi lại ngửi được cái mùi đó Ngày xưa thì tôi trẻ con nên chẳng nghĩ gì Sau này lớn nhớ lại Thì thấy có sự lạ lạ Câu chuyện khác Của một bạn có nick là Cu Hai Phu Dễ đàn ô tô phần Năm 1990 Gia đình tôi bốc mộ ông ngoại Ông thì bị thiếu mất Độ 40% xương Do bị sập ván thiên Nên cùng đêm hôm đó Có bốn đám bốc Trong đó có một đám người quen song của ông nhà tôi Thì ngó xuống đám đó cách độ 40 mét Thấy mọi người rạc ra im phắc Do hóng hớt với cả là người quen Nên tôi phi xuống xem sao Lên lỏi giữa các ngôi mộ Đến được cái chỗ đó ngó xuống Người tôi tự nảy ngược về sau Độ 5-70 phần Ván thiên lúc đấy bật ra kéo lên Xung quanh quan tài Cát vàng khô cong Trong quan thì chả hiểu sao Nước đen ngòm ngập đến ván thiên Nguyên hình người tay bắt chéo Do nổi lên lâu Dán vào ván thiên Nên mặt tiếp xúc phẳng lì Ông đó tôi biết Chết vào 4 giờ sáng ngày mùng 1 Khi đi sông nhà về Và đến hôm sau bốc là kém 3 tháng đầy 4 năm sau thợ thuê hai đám không dám làm Con trai phải tự dốc Sau đó Về trên nhà tôi thì xong xuôi Tôi được phân công đèo lão thợ bốc về Lão này trông mặt chán kinh Cứ như người coi âm Đi xe 8289 Máy 90 hồi đấy oách lắm rồi Đèo lão đấy đi về Đường nhựa thì không sao Đến đoạn đường xóm rẽ vào nhà lão Tự dưng không thấy cảm giác gì là đèo người Tôi lao vào chỗ sóc bật tưng tưng mà không thấy bám hay phản ứng gì Xe 82 yên sau thì lại không có đệm Đáng ra lão phải lao e ngoài mới đúng Gần đến nơi tôi vừa sợ vừa ghét Nên lao vào rãnh nước dầm một phát cũng không thấy gì Khua tay lại phía sau thì không thấy lão đầu Lúc đấy sợ vãi linh hồn Nghiêng xe làm dẹt một phát Hồi đấy hay quay xe thế cho máu Cắm số phi quay lại tìm lão Đi hết đoạn đường đất xấu Ra đến đường nhựa cũng không thấy đâu Mà rẽ vào đường đất Lão còn chỉ cho tôi đường Tôi bảo là thôi kệ Lão chắc là do sóc quá nhảy xuống rồi đi tắt về rồi Mình phán thôi Về chỗ mộ ông tôi Thì mọi người đã về hết Phân công tôi với một bà chị Ở lại thắp hương và thu dọn nốt Ngồi chờ tàn hương hóa vàng Hai trẻ em mới nhìn xuống khu nhà ông còn nguyên kia Và chứng kiến cái phần kinh dị nhất Lúc đấy đã lờ mờ sáng Nhà đó làm xong khinh tiểu đi ra chỗ mới đặt xong Và ra về hết Thì chó quanh khu nghĩa trang Phải tầm tới 20 con kéo nhau ra Và tranh rằng nhau ở cái chỗ đó Tôi đến bây giờ vẫn không quên được cái cảnh đấy Quê nhà tôi cũng có một cái việc kinh thiên động địa Mà không thể nào giải thích khác Đó là ma bịt mắt Chuyện là có một nhà đi bốc mộ cho mẹ đã mất được hơn 3 năm Thì bốc nhầm mộ của một ông mới chôn được vài tháng Chỉ đến khi bật nắp ván thiên thì mới thấy cái mũ của ông kia vẫn còn Nên mới tá hỏa là phát hiện ra nhầm Điều không bình thường là cái nhà đấy thì theo thông lệ quê tôi Nếu bốc mộ đêm thì tầm chiều 4 năm giờ sẽ có một nhóm người con cháu ra thắp hương và phạt mộ để sẵn sàng đến đêm thì đào Thế mà quái nào lại nhầm sang mộ của ông kia Nhà đó sau phải trốn đi mấy hôm Vì sợ đám con chó nhà ông kia sang tận Sau này nhà ông kia đi xem bói Thì thấy bảo rằng nếu chết vào giờ đó Ngày đó Thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện như vậy Sau đó thì gia đình mới cho qua chuyện Có một hôm khác Thì tôi có cuộc điện thoại gọi nhầm số Bảo là gửi tặng sữa rửa mặt cho vợ tôi Tôi lưu tạm vào danh bà là tặng nhầm sữa. Sau đấy thấy qua Zalo tự nổi tên lên và gọi là chị tặng nhầm sữa. Tôi nhắn lại là tôi không phải bạn chị đâu, chắc chắn chị nhầm rồi. Có nhắn qua lại vài câu. Thế rồi, đến lúc ăn cơm xong, chị ấy nhắn là không hiểu sao lại có số điện thoại của tôi trong danh bà Nhắn buôn chuyện được một lúc thì có nói đến mẹ tôi. Tự dưng chị ấy hỏi như kiểu đang ngồi nhìn thấy mẹ tôi. Và nhân tiện, tôi nhờ chị ấy sang tai xem mẹ tôi nhắn nhủ gì cho tôi buồn mãi mới xong Với tôi thì đấy là lần thứ ba mẹ tôi chuyển thông điệp cho tôi qua người khác Lạ cái là lần này lại qua Zalo của một chị chưa hề gặp bao giờ Không biết có phải là cuộc cách mạng 4.0 đã lan xuống cả âm phủ hay không Bạn khác tên là Khoai Cún Có bình luận như thế này Tôi nhớ là vào tầm năm 2007 Ông ngoại tôi mất được 3 năm một đêm tôi mơ thấy đi thăm ông Tôi vui lắm Cảm giác rất là thoải mái Nhà ông nhìn rất là đẹp Có cả lầu bát giác hóng mát trong sân Ngồi nói vài chuyện Ông bảo tôi là về nó với cả nhà Ông ở đây tốt lắm Rồi tự dưng nhắc Là hôm nọ có một ông xuống đây chơi Nhưng lại về rồi Còn một ông khác thì đang xuống Mai là sẽ ở hẳn luôn Cái ông mà xuống chơi Thì là anh trai của ông ngoại tôi vì ông tôi đi thoát ly cách mạng xong Ở lại vùng biên Nên từ nhỏ tới tận khi đi học đại học Tôi mới về quê Và gặp cái ông anh trai của ông ngoại tôi đó Có một lần Còn cái ông mà được bảo là mai ở lại hẳn Thì là họ xa bên bà ngoại Tôi cũng gặp đâu đó được một hai lần Tóm lại là hoàn toàn không có ấn tượng gì Với hai người ông trẻ đó Và thực sự tên tôi cũng chẳng nhớ Thế thì sáng ngày hôm sau Đến giờ đi làm Bác tôi gọi điện bảo là đi viếng đám hiếu cái ông họ xa bên ngoài Tới lúc đó tôi mới biết là ông ấy mới mất cách đây hai hôm Mà bác vội quá chưa báo Lại đúng hôm có họp phòng Tôi có điện xin phép mãi xếp mới chịu cho Vì làm gì có chuyện họ hàng mất mà giờ mới xin nghỉ Đến lúc đưa ông họ xa ra đồng Nghe họ hàng nói chuyện với bà ngoại và bác tôi Thì mới biết thêm tin là đầu tháng Ông anh trai của ông ngoại tôi vừa tay biến phải đi viện nhưng đã tạm ổn và về nhà Tới lúc đó tôi tự dưng nhớ lại Cái giấc mơ mà gặp ông tôi Về sau tôi có kể cho mẹ tôi nghe Và mẹ tôi còn suýt không tin Nhưng nghĩ là tôi vốn chẳng biết nhiều gì về hai ông trẻ Nên khó thể bịa ra được cái chuyện như thế Mọi người trong nhà phân tích lên xuống mãi Không biết giải thích thế nào Nên mới đành tạm tin tôi Một nick khác có tên là Tranh Xả có chia sẻ lại như thế này Tôi thì chưa có duyên gặp vong hai người âm bao giờ Mà chỉ gặp một số hiện tượng lạ Bóng đè thì bị nhõn một lần cách đây nhiều năm Tôi xin kể dần những hiện tượng mà tôi đã gặp Hồi còn đi dạy học Tôi dạy hệ tại chức của một trường đại học Năm đó tôi được cử lên một tỉnh miền núi Dạy lớp đại học tại chức đào tạo tại địa phương Trên đó họ sắp xếp cho nhóm giáo viên ba người Ở ba phòng khác nhau trong khu nhà khách của trường địa phương Nhà khách này thì nằm trên một ngọn đồi Xung quanh là giảng đường Không có người ở Tối đầu tiên sau khi dự tiệc chiêu đãi xong Bọn tôi về đến nhà khách cũng cỡ hơn 10 giờ Lúc này đã chớm đông Nên trời khá lạnh Phòng tôi ở thì khép kín Từ ngoài đi vào Có hai giường cá nhân xếp song song Nằm sát với mé cửa Cửa kính trong nên có rèm trúc xanh lá Loại rèm rất thịnh hành thời đó Dèm này nếu như bên nào có ánh sáng nhiều hơn Vẫn nhìn xuyên qua được Tôi tắm xong bèn chọn một cái giường để ngủ Năm đấy tôi sạch điện thoại Motorola màu trắng Không nhớ mô nào Loại này nó rung rất mạnh Lên giường Tôi còn nằm nhắn tin với bạn đến tầm hơn 12 giờ Rồi nhét điện thoại ngay dưới gối Và tắt đèn đi ngủ Lờ mờ không biết được bao lâu Tôi bỗng có cảm giác cuối giường rung mạnh Tôi nghĩ chắc là ai nhắn tin muộn nên kệ Nhắm mắt ngủ tiếp Thế nhưng vài phút sau Giường rung càng mạnh hơn Lúc này tôi đã dần tỉnh Tay sờ điện thoại dưới gối Cố gắng nằm im nghe ngóng Chống ngực đã đập thình thịch Nhẹ nhàng tôi kéo chăn chùm kín đầu Cỡ 10 phút sau Giường lại bắt đầu rung Mà nó chỉ rung phần cuối giường Tôi sợ quá Tay nắm chặt lấy điện thoại Mồ hôi túa ra nhưng không dám cựa quậy cũng không dám mở mắt Vì sợ phải nhìn thấy cái gì đó Hiện tượng này cứ lặp đi lặp lại Đến lúc tôi nghe thấy tiếng gà gáy Thì kết thúc Sáng hôm sau Tôi chưa kịp kể cho hai đồng nghiệp nghe Thì một người đã nói Các bạn à Đêm qua ngủ mà cứ nghe thấy có tiếng người cười nói lao sao Không biết ở đây họ làm gì mà thức khuya thế nhỉ Lúc nghe tới câu chuyện của tôi Hai ngày kia còn trêu tôi là thần hồn nát thần tính tôi bực quá đòi đổi phòng tối đó tôi đổi phòng thật còn rủ một cô bé sinh viên về ngủ chung nhưng không thấy hiện tượng gì hết còn anh đồng nghiệp kia sau một đêm ngủ ở phòng cũ của tôi cáo ốm về hà nội luôn sau này hỏi anh ấy bảo đêm đó anh ấy vừa nhắm mắt là có cảm giác có người đứng cuối giường nhìn chằm chằm ban đầu anh ấy không sợ còn dậy bật điện mở cửa ra hành lang xem có ai hay không nhưng không thấy Quay về giường Cứ thi thiêu ngủ lại có người đứng quấy giường Rồi có cảm giác như quấy giường bị nhấc hẳn lên Sau khi anh kia cáo ốm về Hà Nội Trường có cử một chị khác lên thay Chị này sinh năm 1974 Tính hơi đồng bóng Tôi nghe mọi người kể Là chị ấy thường đi theo hầu đồng Rồi còn biết xem bói Khi chị ấy lên Tôi ngỏ lời mời chị ấy ở chung phòng Nhưng chị ấy không chịu Bảo là ở một mình thoải mái hơn về phần tôi Suốt 3 tháng dòng rã Các sinh viên nữ thay nhau đến ngủ với tôi Nên tôi không mộng mị Hay gặp bất cứ gì khác nữa Chị đồng nghiệp ở tiếp căn phòng kia Hai ngày đầu tôi nghe ngóng xem Chị ấy có phản hồi gì không Thì không thấy động tĩnh gì Đến ngày thứ ba Lúc ăn sáng Tôi phát hiện mắt chị ấy thâm quẩn Tâm trí lừa đáng Tôi hỏi có phải đêm qua chị ấy mất ngủ hay không Thì chị gật đầu rồi cũng không kể gì thêm bắn đi hơn một tháng tôi nghe đám sinh viên kháo nhau là cô hiền tức là cái chị đồng nghiệp đấy cứ như bị ma nhập thi thoảng trên lớp cô toàn nói linh tinh giống như người mộng du lần nào cô bị như thế cũng phải gọi tên cô thật to cô mới tỉnh mà tỉnh rồi thì cô lại chẳng nhớ gì cả tụi nó còn kháo nhau nhiều thứ nữa ví dụ như đang giảng bài thì cô hát đột nhiên quay ngoắt xuống lớp gõ cái bốp vào đầu một đứa sinh viên kêu là đến giờ ngủ rồi ngồi đây làm gì tin đồn thì ngày càng nhiều và đến tai ban giám hiệu họ đến gặp tôi với bạn đồng nghiệp thứ ba kia hỏi rất kỹ về sinh hoạt hàng ngày cả tính của chị hiền xem chị có bị bệnh gì không chị hiền thì ngày càng lầm lì chị ít khi nói chuyện với tụi tôi cứ đi về là vào phòng đóng kín cửa một đêm tôi đang ngủ thì nghe thấy có tiếng hô hoán ẩm ĩ Tôi về bé sinh viên thức dậy Chạy ra khỏi phòng Bên dưới thảm cỏ bên hông tòa nhà Vài người đang nhồn nháo Chạy xuống xem Thì hóa ra chị Hiền nhảy từ tầng 1 xuống May mà bảo vệ đi tuần đêm Phát hiện ra chị và đưa đi viện May nữa là chị chỉ bị gãy tay Do khoảng cách không quá xa Và bãi cỏ khá dày Khi tụi tôi chạy vào viện Chị đã tỉnh Mặt trắng bệnh Khóc nức nở đòi về Hà Nội Mọi người vỗ vẻ mãi chị mới tỉnh táo lại Chị kể Bắt đầu từ lúc vào ở phòng đó Chị đã phát hiện có một vong nam khá trẻ Người này rất cao to Nhiều hôm ngủ Chị còn mơ thấy người này cười với chị Và kể rất nhiều chuyện Nhưng khi tỉnh ngủ Chị không bao giờ nhớ người đó đã kể gì Tuần nào Chị cũng mua trái cây về tháp nhang cho người đó Vốn theo hợp đồng và tin chuyện tâm linh Nên chị nghĩ mình không làm gì người ta Thì người ta cũng không làm gì mình nhưng dù cung bái thường xuyên Người đó càng ngày càng quấy chị nhiều hơn Có hôm Chị cứ vừa thi thiêu ngủ Người đó lại gọi chị dậy Nói chuyện Chị luôn có cảm giác có người đi theo Mấy tin đồn thổi của sinh viên Chị cũng không biết có thật hay không Vì bản thân không bao giờ nhớ những cái hành động đó Buổi tối hôm đấy Lúc đi dậy ca tối về Chị mệt quá không kịp thay quần áo Nằm vật ra giường Nghỉ xong rồi ngủ quên luôn đang ngủ thì có người gọi chị dậy, kéo tay chị ra đầu hồi hành lang, chỉ trỏ xuống bãi cỏ. Chị thấy người kia đứng bên dưới vẫy tay bảo chị xuống. Chị vừa cúi đầu thì như có một lực đẩy mạnh phía sau, khiến cho chị bị ngã xuống dưới. Sáng hôm sau, chị Hiền được người nhà lên đón về Hà Nội luôn. Chuyện chị Hiền nhảy lầu lan truyền ra khắp địa phương. Cuối cùng tụi tôi mới biết được, cách đấy 3 năm có một anh là nghiên cứu sinh về trường này thực tập ở đúng căn phòng đó và mất vì đột tử. Anh ấy mất hơn một ngày mới được phát hiện ra. Lúc còn nhỏ, tôi ở quê với bà nội. Quê nội tôi thì thuộc vùng Chiêm Trũng. Phía trước làng có một cái hồ khá to, giáp hồ là cánh đồng rồi đến con đê. Đứng trên đường làng sẽ nhìn thấy thứ tự là hồ, cánh đồng, rồi đến con đê. Trên con đê đó có duy nhất một cây đa rất là to. Lúc bé bà tôi thường dặn 12 giờ trưa không được đi đâu qua cây đa đó. Tôi có hỏi vì sao thì bà bảo vì nơi đấy không tốt. Nhìn từ đường làng, cây đa lừng lững, cô độc nhưng nó không hề yên tĩnh bởi bọn quạ làm tổ rất nhiều và kêu hót inh ỏi cả xóm làng, nhất là lúc chiều tối. Vào một buổi tối mùa đông Năm tôi học lớp 7 Bà nội sai tôi sang nhà chú họ Mượn đồ cho bà Nhà chú họ tôi thì nằm ngay mặt đường làng Cách nhà bà nội chừng 300 mét Thời đấy ở quê điện đóm phập phủ Mùa đông cứ cỡ 7 giờ là tối đen như mực Thì thoảng mới thấy có ánh đèn điện vàng lé loi Hồi bé thì tôi nổi tiếng là bạo dạng Buổi tối đi một mình không cần đèn đóm Vẫn đi ngon lành Nên bà mới sai tôi đi mượn đồ Tôi nhớ là lúc tôi đi sang nhà chú họ Tầm hơn 8 giờ tối Đường làng vắng tanh Đen thui, Tiếng gió rít Tiếng cành tre va đập vào nhau Làm cho một đứa bạn như tôi lúc đấy Cũng hơi ớn lạnh Tôi mới co giò Chạy thẳng đến nhà ông chú mượn đồ Lúc đến gặp thằng em họ đang học bài Nó có nhờ tôi giảng cho nó bài toán Hướng dẫn cho nó xong thì cũng khá muộn Tầm hơn 9 giờ Nên tôi cầm đồ về Ông chú bảo đưa tôi về Nhưng tôi nói là không cần Nghĩ là chỉ chạy ủ một cái là về đến nhà Lúc tôi vừa bước từ ngõ nhà chú ra đường làng Tôi nhìn thấy trên ngọn cây đa sáng rực Như có đốt lửa Tôi thì tò mò Đứng nhìn một chút Nhưng sau lại giật mình Nghĩ lửa cháy thì cháy từ gốc Chứ sao lại cháy trên ngọn thế kia Thế là tôi ủ té chạy Vừa chạy vừa run Vừa có cảm giác ai đó chạy sau lưng về đến nhà Tôi tông đổ cả cái cổng Làm bằng khung tre của bà nội Bà tôi thì thấy cháu Mặt cắt không còn giọt máu mới hỏi Mày làm sao chạy như ma đuổi thế Tôi u ấm một hồi rồi mới chân tĩnh Kể cho bà nội nghe hiện tượng mình vừa gặp Bà nội tôi nghe xong còn bảo Tưởng gì Cái đấy bà gặp nhiều rồi Sau này mày đừng đi về muộn quá 9 giờ tối nhé cũng liên quan tới cái cây đa đó Bọn trẻ con của làng tôi Khi đi chăn trâu ở cánh đồng trước cổng làng Thường được người lớn dặn là không được đến gần cây đa Trong đám trẻ con có một thằng Tên là Tuấn Thằng này học chung lớp tôi Mọi người thường bảo nó ngố Nhưng tôi thì thấy nó khôn chết bà Nó là chuyên gia mượn đồ dùng học tập của tôi Rồi quên không trả Lúc đòi thì nó bảo là mất rồi Thằng này thì nó nghịch trên rời dưới bể Không biết sợ ai Nhà có một mẹ một con và mẹ nó suốt ngày bị hàng xóm mắng vốn vì nó. Năm lớp 6, tôi nghỉ hè được bố mẹ cho lên thành phố ở. Tới lúc về thì mới biết là thằng Tuấn nó bị điên. Bà tư kể, Trưa đó bọn trẻ con thách nhau xem đứa nào dám trèo lên cây đa trên đê. Đứa nào trèo lên đấy sẽ được bọn trẻ con tôn làm đại ca của xóm. Đi học không cần sách cặp, không cần trực nhật vì bọn đệ tử sẽ làm hộ. Có hai thằng xung phong trèo Một là thằng Tuấn Hai là thằng Hiếu Nhưng lúc đến gốc đa Thằng Hiếu sợ quá bỏ chạy Còn mỗi thằng Tuấn trèo lên cây đa Xong rồi nó còn nằm trên đó Hát nghêu ngao vài bài Rồi mới chịu đi xuống Thằng Tuấn thắng cuộc Nhưng nó không được làm đại ca ngày nào cả Đêm hôm đó Nó về bị sốt Mẹ nó phải gọi hàng xóm đưa lên bệnh viện huyện Để cấp cứu Đến bệnh viện Bác sĩ đo nhiệt độ các kiểu thì vẫn thấy bình thường Nhưng nó luôn mồm kêu lạnh và mặt thì đỏ như tôm luộc Mấy ngày bệnh viện huyện không tìm ra nguyên nhân Chuyển nó lên bệnh viện tỉnh Nằm bệnh viện tỉnh được một tuần thì các bác sĩ cũng lắc đầu Sau đó nó bắt đầu nói nhảm Miệng lẩm bẩm không ngớt nhưng không ai hiểu nó nói gì Bác sĩ kết luận là nó bị tâm thần rồi trả về Lúc bà tôi dắt tôi qua nhà nó thăm Nó ngồi trước sân Khuôn mặt cứ ngẩn ngơ Đôi mắt vô hồn Tôi gọi nó Nó nhìn tôi như kiểu chưa bao giờ quen biết Mẹ nó thì chạy khắp nơi Tìm thầy chữa Thậm chí phải bán cả mảnh vườn rộng sau nhà Lấy tiền chữa bệnh cho nó Nó thì phải nghỉ học Đầu chừng 6-7 tháng gì đó Mẹ nó đi làm phụ hồ cho nhà kia Hôm nhà đấy đổ mái Có mời một ông sư đến cùng lễ Ông này nhìn mẹ nó xong Hỏi có phải nhà đang có người mắc bệnh tâm thần hay không rồi ông sư bảo nó là bệnh âm chữa dương thì làm sao mà khỏi mẹ nó nghe thế mới mời ông sư về nhà xem dùng lúc nhìn thấy ông sư thằng tuấn nó rúm người lại mắt long lên sòng sọc, sọc ông sư bảo phải lập đàn để làm lễ thì nó mới khỏi được dàn mẹ nó là chuẩn bị đồ vài ngày rồi ông sẽ đến lễ thế nhưng đêm đấy thằng tuấn bỏ nhà đi sáng hôm sau mẹ nó không thấy mới nhào nhào đi tìm cả làng đi tìm nó rồi có người phát hiện ra nó đang ngủ trèo queo dưới gốc cây đà bác kia lay mãi nó mới tỉnh định dắt nó về thì nó cứ nằm lăn ra khóc lóc ăn vạ nên bác ấy phải chạy về làng gọi mẹ nó và vài người ra để khiêng nó về anh họ tôi là một trong những người khiêng nó về kể là lúc anh tôi lôi nó dậy định cõng nó về nhưng không thể lôi nổi vì người quá nặng Cuối cùng phải ba người mới lôi được nó Sau hôm đấy Mọi người khuyên mẹ nó là xích nó lại Vì sợ nó chạy mất Mẹ nó thì nghỉ làm luôn Ở nhà trông nó Đúng ngày hẹn thì ông sư thầy đến Chưa bao giờ tôi chứng kiến Một giàn lễ to như vậy Hầu như cả làng tập trung tới xem Ông thầy cúng bái nửa ngày Rồi ông dội chậu nước cúng màu vàng Lên người thằng Tuấn Lúc đấy thằng Tuấn bị trói Nằm trên cái trỗng tre kế bên đàn cúng Sau đó Ông sư lấy cây roi Quật túi bụi vào người thằng Tuấn Vừa quật vừa tụng kinh Thằng Tuấn gào thét lên hồi Chừng 30 phút sau Thằng Tuấn nằm sụi lơ Lúc đấy ông sư mới bảo Xong rồi đấy Rồi đeo một sợi dây có mảnh gỗ Khắc chữ nhỏ lên cổ thằng Tuấn Dặn mẹ nó là không bao giờ được cho nó tháo sợi dây ra Thật thần kỳ Chỉ vài ngày sau Thằng Tuấn dần trở lại bình thường nó thậm chí còn không nhớ mình đã bị làm sao Thời gian bị bệnh của nó chừng 8 tháng Nên dĩ nhiên nó bị lưu ban Và phải học chậm sau tôi mất một năm Học hết cấp 2 Tôi về thành phố ở với bố mẹ Còn thằng Tuấn học xong cấp 3 Nó đi nghĩa vụ quân sự Rồi về quê học nghề mộc Giờ nó đã có vợ và ba con Nhà thuộc dạng khá ở quê Nhưng không may cách đây 3 năm Con gái lớn của nó bị ngã xuống ao và chết đuối nên giờ chỉ còn có hai đứa con trai Người nhà quê tôi bảo Là nó đã phải trả cái giá quá nhiều Cho cái tội nghịch dại thời thơ ấu Cây đa đó thì đã bị chặt Để làm đường quốc lộ Nghe nói là lúc chặt Người ta cũng phải cung kiếng rất to Bây giờ về quê nội tôi Thì tôi không còn thấy cây đa đó nữa Cái hồ trước làng Cũng đã bị lấp một phần Để làm nhà ở Một câu chuyện khác do một bạn có nick Facebook là nắng chiều buồn Có chia sẻ vào ngày 22 tháng 5 năm 2024 như thế này Xin chào mọi người Mình đang cần xin một lời khuyên Hiện mình đang quản lý một khu nhà trọ giúp người quen Đang sống ở nước ngoài Mình quản lý được khoảng 3 năm nay Khu nhà được ngăn thành 8 phòng trống cho thuê Và mình cũng ở tầng trên cùng Thời gian sống tại đây mình hay bị bệnh mệt mỏi Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng người mở cửa Tuy nhiên Khoảng 2 đến 3 năm nay Mình và mọi người thuê trọ vẫn ở khá ổn định Khách thuê cũng ở lâu dài Chưa thấy có vấn đề gì xảy ra Thế nhưng Gần một tháng trở lại đây Nhà mình có hai khách trả phòng về quê định cư Vì kinh tế khó khăn Rồi hơn một tuần nay Một số phòng trọ báo là có thấy hiện tượng lạ một bạn thì thấy bóng người phụ nữ co ro trong nhà và cũng mơ thấy người này, rồi còn bị bóng đè nhiều lần. Một đêm bạn này ra hành lang đi dạo, thấy bóng người phụ nữ hiện lên ở ngoài ban công. Một bạn khác thấy có bóng người của một nam, một nữ xuất hiện trong phòng, thậm chí có hiện tượng bóng đè bạn này. Điều trùng hợp là bên nhà mình cũng có một căn nhà cũng được cho thuê, thỉnh thoảng cho thuê nhưng được khoảng 6 tháng lại dọn đi để chống một thời gian Khoảng một tháng nay có người tới thuê cải tạo để ở và cho thuê bán quần áo Mình hiện thì cũng khá lo sợ và không biết nên giải quyết như thế nào Mình ở đây đã gần 4 năm nhưng chưa bao giờ cúng Nhà mình bên đạo công giáo Rất mong nhận được lời khuyên của mọi người Bởi vì nếu cung kiếng thì nên làm trong nhà hay là bên ngoài cửa Và phải cúng như thế nào một bạn khác có nick là Quỳnh Trang có chia sẻ vào tháng 2 năm 2018 như thế này. Đây là chuyện do bà ngoại tôi kể. Bà ngoại tôi thì sống ở gần miền núi nên những chuyện lạ bà gặp thường xuyên. Bà kể rằng ở gần nhà bà có một cái ao. Sát cái ao đấy có một viên đá không lớn lắm. Thỉnh thoảng thì một số người họ thấy có con cá chê rất to nó cứ bơi xung quanh hòn đá nhưng bà nói là không phải ai cũng thấy con cá chê đó họ cho bơm cạn cả nước thì lại không thấy con cá đâu mà bà nói là ao đấy rất nhiều cá nhưng không ai bắt cả bà cũng không hiểu tại sao lại như thế về cái viên đá đó thì nó không to lắm hai ba người đã có thể nhấc được nổi nhưng có lần người trong làng định làm gì đó nên cho người đưa viên đá đó đi nơi khác nhưng không thể nhấc lên nổi sau họ thuê máy cầu Và cứ bắt đầu chạm đến đá Thì xe lại chết máy Nhưng vài tháng sau tự nhiên lại có một xe cầu Lại cầu được Họ không vứt đá đi Mà lại để một bên bờ rào Nhà chị Ngọc Vài hôm sau Chị đó leo cây hái hoa quả Thì bị ngã chết Và đến giờ thì viên đá vẫn nằm ở đó Không ai dám đậu đến nó cả Cách nhà bà khoảng 500 mét Thì có một cái nghĩa địa Hè năm 2017 Tôi về quê rồi theo bà ra đồng Nhưng bà tôi đi trước Đi qua đó rất vắng Mà tôi cứ thấy ớn lạnh Về nhà tôi hỏi bà thì bà kể rằng Nghĩa địa đó rất thiêng Bà nói là từng có ba ông Là ông Nam Ông Hùng và ông Dũng Chơi rất thân với nhau Vào năm đó ông Nam mất Ông Hùng và ông Dũng đi đưa tang ra nghĩa địa Đang đứng thì ông Hùng mới nói với ông Dũng Là ông chọn chỗ nào Ông Dũng nói là tao không chọn, mày đi mà chọn. Ông Hùng mới bảo mày không chọn thì tao chọn. Tao chọn chỗ này bởi vì chỗ này đẹp. Nhưng khoảng một tháng sau, chính ông Hùng là người mất thật. Và sau cái vụ đó, ai cũng sợ, chả dám nói linh tinh liên quan tới cái nghĩa địa. Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc tập Nhân trường Sống ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ MC Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của series Nhân Trực Sống